Nhận thức được nhựa là loại rác thải khó phân hủy nhất gây ra vấn nạn ô nhiễm môi trường, nhóm các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tái chế và tận dụng để trồng cây dành tặng cho các bệnh nhân, tạo môi trường trong lành, xanh sạch đẹp, giúp người bệnh được vui chơi, thư giãn. Lốp xe, chai nhựa và những thùng sơn cũ đã qua sử dụng nay được khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc và trở thành những chậu cây xinh xắn. Hơn 100 chậu cây hoa được trồng trong vật liệu tái chế là món quà mà nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn dành tặng cho Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần thành phố Đà Nẵng. Em nhận thấy sức khỏe về mặt tinh thần cũng quan trọng không kém gì sức khỏe về thể chất. Nên là tụi em đã quyết định trồng những cái cây xanh để mà giúp cho những bệnh nhân tâm thần ở đây. Mỗi khi mà họ ra ngoài thì họ sẽ nhìn thấy những hình thù vui tươi này. Đó thì sẽ giúp họ mà chống lành bệnh hơn. Được biết, ngoài kêu gọi hỗ trợ, các em còn trích một phần quỹ từ việc bán kem cây quỹ từ thiện để mua cây. Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Thế hệ tương lai của đất nước đang truyền đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Dự án này của chúng em thì cũng góp được một phần nhỏ và những bệnh nhân nơi đây giúp họ được vui vẻ, vui tươi, lạc quan hơn. Và em mong là cái hoạt động này của chúng em sẽ một phần nào đó là truyền đạt tới cho những người bên ngoài để họ một phần nào đó biết thêm nhiều về cái hoàn cảnh của những bệnh nhân ở trong nơi đây. Thời gian qua, cán bộ nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần cũng tập trung trồng nhiều cây xanh, dọn dẹp khuôn viên, đặt thêm nhiều ghế đá, tiểu cảnh, tạo môi trường điều trị sạch sẽ, sinh thái cho bệnh nhân thư giãn. Đây là một hoạt động mà tôi nghĩ rằng là nó hết sức là thiết thực. Và tôi cũng mong muốn rằng là qua cái hoạt động của các em thì cũng mang lại một thông điệp đến với xã hội nói chung và đến với cái giới học sinh sinh viên của Đà Nẵng nói riêng. Cần có những cái sự quan tâm, chia sẻ cũng như thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố nói chung cũng như đối với đối tượng tâm thần hiện nay đang chăm sóc tại của trung tâm chúng tôi nói riêng. Giờ đây khi bóng cây tỏa mát thì người bệnh có thể được hít thở không khí trong lành, cơ thể cũng khỏe khoắn, dễ chịu, sức khỏe cũng có điều kiện nhanh hồi phục hơn. Bóng mát cây xanh còn trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt văn nghệ cho người bệnh hàng ngày và mỗi khi có đoàn khách đến thăm. Mảng không gian xanh vì vậy còn được coi là một liệu pháp điều trị rất ý nghĩa.